Chất lượng thực phẩm đảm bảo an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu của người tiêu dùng. Bởi vậy, xu hướng tiêu dùng thực phẩm sạch ngày càng tăng cao và nhiều người đã có những cách riêng cho sự lựa chọn của mình để đảm bảo yếu tố an toàn. 4 năm nay, trên khoảng đất rộng 500 m² cạnh nhà, bà Đoàn Thị Thơm trồng nhiều loại rau khác nhau phục vụ cho nhu cầu hàng ngày của gia đình. Vậy nên vào mỗi buổi chiều, bà Thơm lại dành thời gian chăm chút từng luống rau. Mình ăn được nhiều rau rồi cả gia đình ăn thì rau rất là đảm bảo. Muốn không dám mua ngoài vì giờ nó nhiều thuốc phun, mình không đảm bảo sức khỏe. Là người tiêu dùng, chị Nguyễn Thị Ánh cũng có mối lo về thực phẩm không an toàn. Bởi vậy, chị Ánh chọn những cửa hàng thực phẩm sạch có uy tín và thương hiệu rõ ràng để mua sắm. Thực phẩm tươi sống, chế biến sẵn hay trái cây đều được chị lựa chọn kỹ càng. Thực ra giá thì nó có thể là đắt hơn, nhưng mà nếu như mà chúng ta chọn cái lựa chọn những cái thực phẩm bẩn mà chúng ta ăn vào cơ thể để cuối cùng cơ thể của chúng ta mắc bệnh mà phải đi chữa trị thì cái chi phí ở bệnh viện nó lớn hơn rất là nhiều, có khi còn phải trả bằng cả tính mạng của mình. Thế nên là đắt hơn một chút, đối với tôi nó sẽ không đáng lo ngại bằng cái sức khỏe của cả gia đình tôi. Nhận thấy nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch ngày càng tăng cao, cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch xuất hiện ngày càng nhiều. Để thu hút khách, bên cạnh việc kiểm soát chất lượng sản phẩm mỗi ngày thì nguồn gốc hàng hóa luôn được ưu tiên hàng đầu. Các giấy tờ của hoa quả và rau củ quả thì đều có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thứ hai là tôi sẽ liên kết với những cái hợp tác xã sản xuất rau an toàn ở trong tỉnh, nhờ sự giúp đỡ của các anh chị ở trong chi cục quản lý nông lâm thủy sản mà tôi cũng biết được một số các cơ sở sản xuất rau an toàn ở trong tỉnh và liên kết với những cái hợp tác xã đấy để lấy nguồn rau củ quả ở trong tỉnh đảm bảo tươi ngon và an toàn nhất. Việc xuất hiện nhiều cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch trên thị trường là xu hướng kinh doanh mới hướng đến tâm lý của người tiêu dùng. Tuy nhiên, để các cửa hàng kinh doanh này thực sự an toàn, cần sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng trong việc quản lý, kiểm tra nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Còn với mỗi người tiêu dùng, việc nâng cao kiến thức, hiểu biết về thực phẩm an toàn là yếu tố tiên quyết để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.